Theo đề xuất của Bộ Y tế về việc cho phép thay đổi hồ sơ cá nhân với người đã chuyển đổi giới tính vào dự thảo của luật dân sự sửa đổi vài tháng trước, thì đến nay Bộ Y tế cho biết là gần 600 người Việt Nam đã đề xuất được sửa đổi giấy tờ hồ sơ cá nhân từ nam thành nữ hoặc là ngược lại theo giới tính mới sau khi đã phẫu thuật chuyển giới. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì chưa cho phép thay đổi hồ sơ cá nhân cho người chuyển đổi giới tính, mà chỉ cho phép sửa đổi với người có khiếm khuyết về nhiễm sắc thể hoặc bộ phận sinh dục dẫn đến giới tính thực tế không phù hợp với ngoại hình. Bộ Y tế chưa có văn bản chính thức về đề xuất công nhận chuyển giới, nhưng thực tế trong những năm qua thì những người có nguyện vọng vẫn phẫu thuật chui để đạt được mong muốn. Và Bộ Y tế đã đề xuất đưa việc cho phép thay đổi hồ sơ cá nhân với những người đã chuyển đổi giới tính vào dự thảo của luật dân sự sửa đổi.